Những ngày này, cùng với nhiều địa phương trong cả nước cũng như trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các xã miền núi như là Hòa Bắc, Hòa Phú thuộc huyện Hòa Vang cũng đã tích cực chuẩn bị danh sách cử tri, tập huấn các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là trang hoàng cờ hoa rực rỡ trên khắp các tuyến đường và thôn xóm, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử vào 23 tháng 5 tới đây. Tại các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Mường Thái, Rẻ Chiêng, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bầu cử cũng như việc chuẩn bị cờ hoa, điểm bỏ phiếu bầu cử ngay tại thôn được triển khai tích cực. Qua đó, đại đa số bà con đều đã sẵn sàng tham gia bầu cử với một tinh thần phấn khởi. Hưởng ứng với cái phong trào vận động và cái tuyên truyền đó, chúng tôi tuyên truyền tiếp cho các hộ gia đình của chúng tôi và là mấy đứa con cháu từ 18 tuổi trở lên là chúng tôi cố gắng vận động trên bằng được. Không những con cháu mà không phải bất cứ ai mà mình trong đoàn tổ bầu cử là mình phải vận động hết để cho cái đợt bầu cử chúng ta kết quả tốt đẹp hơn. Với vai trò của đồng bào dân tộc mà trong quá trình tham gia thì hệ thống mặt trận từ huyện đến các xã Hòa Bắc, Hòa Phú đã tổ chức tất cả có nhiều các đợt tuyên truyền, trong đó đợt 2 theo cái chỉ đạo của Ủy ban bầu cử của huyện là tập trung mạnh vào cho các tuyên truyền miệng để cho các cử tri, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, có nhận thức đầy đủ theo cái 3 nội dung trên về trong cái cuộc bầu cử lần này. Đến nay đã có 11 trên 11 xã với 113 thôn của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tiếp xúc cử tri và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân về luật bầu cử và đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử với một tinh thần cao nhất, bảo đảm cho mọi người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi, đều được tham gia ngày hội bầu cử.